Hi, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hôm nay trở lại cũng là Cuộc Sống Mỹ, nhưng câu chuyện nó lạ lắm. Câu chuyện này nó ác lắm quý vị. Khi Haley nhận được lời bình luận của rất rất nhiều video của Haley, mà trong đó chỉ một nội dung duy nhất, bạn đã comment và bạn hỏi Haley như thế này: "Chị ơi, làm sao em có thể kết nối được với chị? Em có một cái câu chuyện mà em đã giấu kín bao nhiêu lâu nay, nhưng vô tình em xem được video của chị, xem được kênh của chị, thì em mong muốn được kết nối với chị và để em kể ra cái câu chuyện này. Chị ơi, hãy kết nối với em, hãy trả lời em." Thì rất là nhiều video bạn bình luận với một nội dung duy nhất, thì Haley mạnh dạn gửi cho bạn số điện thoại rồi bạn gọi ngay lập tức. Và khi Haley nghe một giọng nói run run và kèm theo những tiếng khóc nấc nấc, thì lúc đó Haley mới nói rằng là: "Em ơi, hãy bình tĩnh lại, có chuyện gì em kể cho chị nghe." Thì bạn ấy nói rằng là: "Em mừng quá, em mừng quá chị ơi, chị có thể gọi lại cho em không? Chứ em không thể gọi cho chị." Thì tắt máy, Haley gọi lại liền. Và em nói: "Em kể cho, em muốn kể cho chị nghe câu chuyện của em. Mà em nói rằng là cái câu chuyện này em phải giấu kín cho hết cuộc đời này. Sống để bụng, chết mang theo. Nhưng vì em xem những câu chuyện của chị quá sức là đau lòng, và ở trong xã hội này không có bất cứ gì là không thể xảy ra. Và em mạnh dạn kể cho chị nghe câu chuyện của em. Em mong muốn chị chia sẻ câu chuyện này lên, để nếu ai đang trong hoàn cảnh này, đừng làm như vậy, đau lòng con mình lắm. Mẹ em đã ngủ với chồng của em." Thì bạn kể tiếp: "Vào năm 18 tuổi, không, lúc đó là em lớn lên và em không hề biết là cha mình là ai. Và em có hỏi mẹ rất là nhiều lần, mẹ nói rằng cha chết rồi. Nhưng cha chết thì cũng phải có bàn thờ chứ, cha chết thì mẹ cũng phải cúng giỗ cho cha mỗi năm chứ. Đằng này em không bao giờ được biết cha em là ai. Và mẹ em là một người mẹ đơn thân, và nuôi nấng em cho đến khi em năm 18 tuổi. Mẹ mong muốn em có người chồng ngoại quốc hoặc là Việt Kiều. Mẹ muốn là em phải có một người chồng ở nước ngoài. Mẹ không muốn em có một người chồng nào ở Việt Nam." Thì vào năm 15 tuổi em đã bỏ học. Và lúc đó em đi phụ quán cà phê, em đi phụ quán ăn. Nhưng cuối cùng, cái công việc cuối cùng là em đi phụ bán quần áo. Em bán quần áo cho một cái shop đó, và em có quen một cái anh shipper. Anh ấy chuyên đi tới cái shop đồ của em để lấy đồ đi giao hàng cho khách hàng. Thì em và anh ấy đã nảy sinh tình cảm. Lúc đó mẹ em cấm tuyệt đối. Mẹ em cấm tuyệt đối đến khi em 18 tuổi, mẹ em nói rằng mẹ em muốn em phải có một người chồng ở nước ngoài. Nhưng em không chịu vì em lỡ yêu anh đó rồi. Và lúc đó em cãi lời mẹ. Em đã đem quần áo và bỏ nhà đi theo bạn trai của em. Em và bạn trai em thuê một căn phòng trọ sống với nhau rất là hạnh phúc. Lúc đó em nghỉ làm ở cái shop quần áo đó, và bạn trai em vẫn tiếp tục giao hàng cho cái shop đó, em làm ở một chỗ khác. Tụi em sống với nhau rất là hạnh phúc. Mẹ em đi tìm em rất là nhiều nơi, và mẹ em rất là hụt hẫng. Năm đó em 18 tuổi thì mẹ em đã 20. Mẹ em đã 42, xin lỗi. Năm em 18 tuổi thì mẹ em đã 42 tuổi. Mẹ vẫn sống độc thân, nhưng hoàn toàn em tin tưởng mẹ. Mẹ không bao giờ có một người bạn trai nào. Thì em sống với bạn trai em 2 năm, tụi em đã nảy xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó tụi em cãi nhau và giận nhau, và tụi em đã chính thức chia tay vào năm em 20 tuổi. Lúc đó em trở về nhà với mẹ. Mẹ ôm em, mẹ khóc một cách rất rất là giận dỗi, và khóc một cách rất là mừng rỡ khi con trở về nhà với mẹ. Em cũng xúc động điều đó. Lúc đó mẹ em mới lên một kế hoạch rằng là kiếm
chồng nước ngoài cho em. Thì lúc đó mẹ đã bày ra rất là nhiều, nào là đi tìm người mai mối hoặc là đi tìm kiếm một nơi nào đó để em được gặp gỡ với người nước ngoài. Mẹ em đã đưa em đến những cái phố Tây Bùi Viện, đưa em đến những cái dọc dọc sông mà Tây hay thường đến đó để du lịch. Mẹ em muốn em được làm quen và kết nối với một ai đó là người nước ngoài, nhưng thật sự ra em không thể làm được vì cái trái tim của em dành cho người bạn trai quá lớn, em không thể nào mà quên được cái người cũ của em. Thành ra em không thể nào mà sẵn sàng để bắt chuyện với một người nào. Và lúc đó thất bại, em nói với mẹ em không thể nào mà làm cái chuyện như mẹ mong muốn được. Nếu mẹ muốn mẹ có thể tìm, mẹ muốn mẹ có thể lấy chồng, con ủng hộ mẹ, con không muốn mẹ độc thân mãi mãi. Thì mẹ em nói mẹ em không nghĩ cho em mà mẹ em chỉ nghĩ cho em mà thôi, vì em là con gái, mẹ muốn em có một cái bến đỗ thật sự là ngon lành và an toàn, thì lúc đó mẹ mới nghĩ cho mẹ. Thì đó em nghĩ rằng là mẹ em nói cũng có đúng, vì em rất là thương mẹ. Lúc đó khi mà hai mẹ con ở cũng sống bình thường như vậy, và em cũng đi làm, mẹ em cũng đi làm, và đến một ngày em nghe tin người bạn trai cũ của em có gia đình. Và lúc lúc đó thì em mới mạnh mẽ đứng lên và nghĩ đến cho cuộc đời, cho bản thân mình. Em mạnh dạn lên YouTube và tìm kiếm cuộc sống Mỹ. Em hỏi mẹ mong muốn đi đến nước nào, mẹ em mong muốn được đi đến Mỹ. Thì em mạnh dạn đi tìm cuộc sống Mỹ. Lúc đó em thấy rất là nhiều anh chị đã chia sẻ về cuộc sống Mỹ, em rất là mê và mẹ em cũng rất là thích. Và lúc đó em đã mày mò lên tìm lên được một trang web, đó là Việt Nam Cupid. Và em đã mạnh dạn mở hồ sơ, em đăng hình mẹ em và em lên đó. Và khi gặp người nước ngoài, em hoàn toàn không biết nói tiếng Anh. Và lúc đó em chỉ có tìm đến những mấy anh Việt kiều mà thôi. Vì dù sao đi nữa thì tiếng Việt vẫn dễ nói hơn. Lúc đó em gặp chồng của em bây giờ. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi, thậm chí anh ấy lớn hơn mẹ em vài ba tuổi. Lúc đó em đã 22 tuổi và chồng em đã 50, tức là lớn hơn mẹ em tới vài tuổi. Thì em gặp chồng em cũng có kể cho chồng em nghe hết tất cả mọi thứ về cuộc sống của hai mẹ con. Và kể luôn cái khoảng thời gian em đã từng sống chung với bạn trai cũ của em. Nếu như chồng em là người độ lượng hoặc là người thật sự đi tìm hạnh phúc thì chồng em sẽ bỏ qua hết tất cả mọi thứ, em nghĩ như vậy. Và trong khoảng thời gian đó, mẹ em là người tấn công chồng em nhiều hơn là em. Mẹ em có kinh nghiệm sống nhiều hơn, mẹ em biết trò chuyện nhiều hơn, nhưng để chọn cho mẹ em thì mẹ em không. Đó là em chọn cho em. Và cuối cùng cái anh Việt kiều đó, chồng của em đó, trở về Việt Nam gặp em lần đầu tiên. Thì hai mẹ con gặp nhau ở ơi hai mẹ con đi đón chồng em ở tại sân bay. Thì lúc đó em thấy mẹ em nền nã chồng em hơn là em. Em chỉ nghĩ cái ước nguyện của mẹ em là được đi nước ngoài, được em đi lấy chồng là người nước ngoài hoặc là lấy chồng là Việt kiều. Thì cái việc mà mẹ em niềm nã để chào đón một ông Việt kiều về thì bình thường thôi, em không suy nghĩ tới. Nhưng thật ra ngay ngày đầu tiên mẹ em đi đón chồng em là mẹ em đã có tình cảm với chồng em rồi. Nhưng mẹ em không thổ lộ và mẹ em cũng không thể nào nói ra, vì đó là chồng của con mình. Và chồng em quyết định cưới em ngay lập tức vào ở cái năm đó luôn. Và khi chồng em về cưới em, mẹ em cũng đứng ra cưới chồng cho con. Mẹ em là một cái hình thức hết sức là đầy đủ, vì cái tham vọng của mẹ em là nước Mỹ chứ không phải là một người đàn ông nào khác. Cuối cùng chồng em đưa em đi qua Mỹ. Thì sau một năm sống với chồng, em lại có em bé. Và lúc đó em nói với chồng, làm sao đây? Em thì có con lần đầu, em không biết chăm con, không biết gì hết. Thì chồng em nói rằng là hãy đưa mẹ em qua. Làm sao để bảo lãnh được mẹ em, đưa mẹ em qua đây thiêu diện du lịch. Và lúc đó rồi tính tiếp.
Thì cái khoảng thời gian em có bầu cho đến lúc em sanh thì mẹ em và chồng em thường xuyên điện thoại cho nhau. Mẹ em dặn chồng em nên làm gì cho em, chăm sóc người bầu như thế nào và lo lắng cho em ra làm sao, mẹ em đều chia sẻ với chồng em hết. Và khi có chuyện gì xảy ra, chồng em là người gọi cho mẹ em ngay lập tức. Thì lúc đó hai người nói chuyện với nhau rất là nhiều, cho đến lúc mà quyết định mở hồ sơ để mẹ em được qua Mỹ du lịch để chăm em và chăm em bé, thì nó cũng tròn một năm em sanh em bé. Em vừa sanh em bé là mẹ em được bước chân qua tới Mỹ. Thì khi qua Mỹ, mẹ em hoàn toàn là một người phụ nữ khác. Mẹ em không chăm em, mẹ em cũng không chăm em bé. Và tình thương mà em nghĩ rằng một người bà ngoại là sẽ thương cháu ngoại rất nhiều vì có một đứa cháu đầu đời. Nhưng cái suy nghĩ và cái mong ước của em hoàn toàn khác. Khi qua Mỹ, mẹ em chỉ chăm sóc chồng em mà thôi. Mẹ em nấu rất nhiều món ăn ngon, món ăn bổ dưỡng cho chồng em ăn. Và mẹ em thường xuyên đi chợ đi mua sắm với chồng của em. Và mẹ em thường chờ đợi chồng em về vì chồng em làm hãng. Và có đôi khi làm ca 2, 11, 12 giờ đêm mới về tới nhà. Thì mẹ em là người ngồi chờ chồng em về. Lúc đó lo cho chồng em ăn uống xong, mẹ em mới đi vào phòng của em để ngủ. Lúc khi sau khi em sanh là em phải dọn qua một cái phòng khác. Em không có ở chung trong phòng với chồng của em vì mẹ em nói rằng phụ nữ sau sanh là phải có một cái phòng riêng nằm cho nó ấm áp và không bị ai làm phiền đến em bé. Lúc đó em nghe lời mẹ em dọn tất cả đồ đạc của em qua một phòng khác ở với em bé. Và khi mẹ qua Mỹ, mẹ ở với em trong cái phòng đó. Rồi đến một ngày, em phát hiện ra rằng mẹ em thường xuyên mặc đồ mát mẻ hơn. Vì mẹ nói rằng khi qua Mỹ đó, thì mẹ muốn phải hợp thời trang với nước Mỹ. Mẹ em diện hơn, mẹ em điệu đà hơn. Lúc đó em nằm cử, em hoàn toàn không có một cái suy nghĩ gì là suy nghĩ đến cái việc mẹ và chồng của em. Em tin tưởng chồng em tuyệt đối. Anh ấy là một người đàn ông hiền từ và lớn tuổi, điềm đạm và đàng hoàng. Và khi mà chồng em nghe em kể về cuộc sống của em và em mong muốn được ra nước ngoài ở, chồng em cũng chấp nhận hết và cưới em. Nếu như lúc đó chồng em nói rằng chồng em muốn cưới mẹ em thì em có thể nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống này. Nhưng chồng em quyết định cưới em. Để rồi khi qua đây sống với em chỉ hơn một năm trời thì chồng em lại thay lòng đổi dạ. Đó chính là mẹ của em. Có một lần em nhìn thấy mẹ em ăn diện như vậy, em không để ý đâu. Và mẹ em trả lời với em là sống ở Mỹ phải hợp thời trang. Thì em ok, em cũng là tiếp người ăn mặc mát mẻ, thành ra với mẹ em thấy bình thường. Và ở Việt Nam, bao nhiêu năm em lớn lên là bấy nhiêu năm mẹ em là một người phụ nữ đàng hoàng, kín đáo và sống rất là công ngôn dung hạnh. Mẹ em không có bậy bạ và em tin tưởng chắc chắn mẹ em không bao giờ va chạm với đàn ông. Mặc dù khi em hỏi đến cha, mẹ em chưa bao giờ nói thật. Nhưng khi qua Mỹ, lý do tại sao mẹ em lại thay đổi một cách trắng trợn như vậy? Và cái đầu tiên mà em nhìn ra được là mẹ em thích gần gũi với chồng em. Mẹ em thích trò chuyện với chồng em. Mẹ em nhí nhảnh với chồng em nhiều hơn. Và chồng em cũng đáp lại cho mẹ với mẹ em bằng những nụ cười như vậy. Em ở cử, em không thể nào quan hệ tình dục với chồng của em. Chính vì vậy cho nên em có nói với chồng em nhiều. Chồng em nói không sao đâu, anh thương em. Phụ nữ mới sanh nên kiên cử, kiên càng lâu càng tốt. Mẹ em cũng nói như vậy. Ít ra thì 4 tháng sau em mới được quan hệ vì em sanh mổ. Nhưng bác sĩ ở Mỹ nói không phải. Khi nào em sẵn sàng em có thể quan hệ thì em vẫn quan hệ bình thường. Không phải 4 hay 6 tháng. Nhưng mẹ em nói rằng ít nhất phải 4 tháng. Còn thường thường thì 1 năm mới quan hệ tình dục một lần. Mới bắt đầu quan hệ tình dục. Lúc đó em nghe lời mẹ em thì em không quan hệ tình dục với chồng em. Nhưng chồng em cũng chưa bao giờ đòi hỏi em ở cái chuyện đó. Em nghĩ chồng em lớn tuổi và có kinh nghiệm sống và hiểu chuyện.
cho nên chồng em sẽ không đòi hỏi cái chuyện đó đâu. Em sống vô tư trong một căn nhà như vậy với mẹ em, chồng em và em. Và sau cái ngày, đến cái ngày mà mẹ em gần hết hạn visa du lịch để mẹ em trở về Việt Nam, thì lúc đó mẹ em không chịu về. Mẹ em nói nếu bây giờ mẹ em về, mẹ em sợ là sẽ không qua được. Nhưng mà em và chồng em có nói với mẹ rằng là mẹ phải về trước 3 tháng. Rồi sau đó em và chồng có giải thích cho mẹ em nghe rất là nhiều. Mẹ em có thể về Việt Nam ngay bây giờ, và sau đó mẹ em sẽ mở thêm một cái hồ sơ nữa trở qua Mỹ. Thì ở nước Mỹ mà khi qua lần đầu rồi lần sau sẽ dễ qua. Đó là cái quan niệm của mình nghĩ. Mẹ em một hai không chịu đi. Mẹ em nói rằng mẹ em sẽ sống ở đây đến khi nào nước Mỹ đuổi mẹ em thì thôi. Và thế mẹ em ở lại Mỹ bất hợp pháp. Cái lý do không phải mẹ em ở lại Mỹ để chăm sóc em, chăm sóc cháu ngoại, mà ở lại Mỹ là vì mẹ em không muốn rời xa chồng em. Có một ngày em phát hiện mẹ em đã nằm trên giường của em với chồng em. Vô tình em đi ngang, em đẩy cửa và em nhìn thấy hai người nằm trên giường. Nằm trên chiếc giường mà em và chồng em từng hạnh phúc. Nằm trên chiếc giường đó, em và chồng em đã tạo ra một cái sinh linh để rồi bây giờ em phải chịu cô đơn, đau khổ, buồn tủi một mình để nhường cái hạnh phúc lại cho mẹ của em. Và khi em phát hiện mẹ em rất là bình thường ngồi dậy và trả lời với em một cách là mẹ mệt mỏi, mẹ buồn ngủ, mẹ vô đây ngủ thôi, không có gì hết trơn. Và mẹ em cứ coi như là gạt ngang những cái suy nghĩ của em đang nghĩ trong đầu. Và em nói mẹ ơi, mai mốt mẹ buồn ngủ, mẹ cứ qua phòng con mẹ ngủ. Mẹ coi em bé, con qua phòng con ngủ với chồng con. Mẹ em nói ừ. Và cái chuyện đó nó quên đi một cách nhanh chóng như vậy. Một lần thứ hai, em không những thấy mẹ chồng nằm, mẹ nằm trên giường của em với chồng em, mà em còn thấy mẹ em và chồng em quan hệ tình dục với nhau trên chính chiếc giường đó. Em đẩy cửa vào, em đứng em nhìn, mắt em chảy nước mắt ròng ròng. Và chị ơi, chân em nó run. Và lúc đó chồng em bật dậy. Và chồng em có tới xin lỗi em và năn nỉ em. Và mẹ em cũng lật đật bận đồ. Lúc đó mẹ em nói mẹ em không biết chuyện gì xảy ra. Và chồng em lại đổ thừa, chồng em xỉn quá, không có kiềm chế được bản thân. Đúng, hôm đó chồng em có uống rượu trước khi ngủ, trong bữa ăn đó. Rồi hai người đã xảy ra cái chuyện đó. Em nói rằng em không thể chấp nhận được. Và lúc đó em cũng có la làng, em cũng có giận dỗi, em cũng có chửi bới chồng em. Nhưng với mẹ em hoàn toàn không nhắc đến. Em rất giận mẹ. Mẹ biết rằng mẹ đang ngủ với con rể của mẹ đó, nhưng mà mẹ vẫn dửng dưng như vậy. Trong nhà mẹ đã thể hiện ra rất là nhiều cái mà con không thể nào mà con cấm mẹ được. Bằng chứng là mẹ muốn mẹ mặc những bộ đồ mát mẻ hơn, nhưng con rể của mẹ nhiều tuổi hơn mẹ, con đã giải thích nhưng mẹ vẫn không chịu nghe. Và cuối cùng cái chuyện này nó xảy ra, thì em có hỏi chồng em nó xảy ra bao nhiêu lần rồi. Chồng em vẫn chối chỉ có một lần duy nhất. Mẹ em cũng nói chỉ có một lần duy nhất. Em nói rằng không thể nào một lần mà hai người tự nhiên như vậy. Vì chính chồng em nói là phải giữ gìn cho em sâu xanh. Thì chồng em làm sao có thể chịu đựng được nếu không có quan hệ tình dục trong một khoảng thời gian dài như vậy. Và lúc đó em nói mẹ em một hai phải đi về Việt Nam. Nếu mẹ không đi về Việt Nam thì em sẽ bế em bé em về. Vì em làm rất là căng. Và mẹ em lúc đó đi về, về Việt Nam. Và sau cái lần đó em chắc chắn là mẹ em sẽ không qua Mỹ được, vì mẹ em đã sống ở Mỹ quá hạn. Đó, lúc đó sau khi mẹ em trở về Việt Nam thì chồng em bắt đầu sa đọa. Chồng em nhậu nhiều hơn. Chồng em là la mắng em nhiều hơn. Và nói rằng em là người phụ nữ vô dụng. Em không giúp đỡ chồng em bất cứ chuyện gì. Em là người phụ nữ vô dụng. Em ok, em vô dụng. Và sau đó em yêu cầu anh ly hôn.
vì em không thể sống như vậy được. Vì anh đã từng ngủ với mẹ em, anh đã từng sát với mẹ em trên giường này, trong căn nhà này, thì em không thể nào để được. Chồng em nói, tại mẹ em mất nết chứ không phải tại tôi. Em ok và em yêu cầu ly dị. Và anh ấy nói rằng nếu ly dị thì em phải trở về Việt Nam, vì anh không ký giấy cho em cho em thẻ xanh 10 năm. Em nói bây giờ phải làm sao? Chồng em nói là em phải có quốc tịch và sau đó em bảo lãnh mẹ em qua Mỹ. Rồi lúc đó chúng ta sẽ ly hôn. Em chịu đựng. Em chịu đựng đến khi em có thẻ xanh 10 năm. Mà chị ơi, một năm sau em mới có thẻ xanh 10 năm chứ không phải là thẻ xanh về liền. Lúc đó em vừa có thẻ xanh là em nộp đơn xin ly hôn liền. Em hoàn toàn không biết gì ở nước Mỹ đâu. Nhưng em nhờ vả, em nhờ rất là nhiều, em kể khổ ra rất nhiều, em khóc rất là nhiều trên Facebook. Em kể khổ rất là nhiều với tất cả mọi người ở Việt Nam mình sống trên nước Mỹ. Mà chị biết không, khi em vô cái group á, thì hầu như ai mà trả lời tin nhắn của em là em đều nói chuyện tới tấp và em khóc rất nhiều. May mắn là họ giúp cho em điền đơn, họ giúp cho em tất cả mọi thứ để em xin được ly hôn. Lúc đó anh không ký tên. Em nói rằng em làm dữ với anh và cuối cùng anh chấp nhận cho em ly hôn. Và anh là người đứng ra ly hôn và anh làm thủ tục tất cả mọi thủ tục là anh đều làm hết. Và cuối cùng em và anh ly hôn trong êm đẹp. Em là người phải đi ra ngoài thuê nhà trọ ở vì em không thể nào sống chung với anh ấy được. Tất cả mọi thứ, nhà cửa, tài sản, tiền bạc là của anh trước hôn nhân. Và lúc đó em không biết em ký tờ giấy gì để rồi sau khi ly hôn em không được bất cứ gì. Và lúc đó sau khi ly hôn, có một chị bạn người Việt Nam, chị thấy em tội nghiệp, chị hướng dẫn cho em làm nail và chị hướng dẫn cho em gửi baby sit. Thì sau một năm khi ly hôn, em hoàn toàn không liên lạc với mẹ của em và em cũng hoàn toàn không liên lạc chồng của em. Chồng em có trợ cấp. Dù sao đi nữa, khi nghĩ lại em cũng nghĩ rằng anh ấy cũng biết lỗi. Có trợ cấp đàng hoàng. Sau một năm, em thấy mẹ em đi qua Mỹ. Em thấy mẹ em ở Mỹ. Mà chị ơi, mẹ em đã trở thành vợ chính thức của chồng em. Cuộc sống này nó quá khốn nạn với em, đúng không chị? Khi mà bạn kể mà nghe mà nổi da gà cục cục luôn á. Nói cái gì mà ghê vậy? Lúc đó Hailey không biết chia sẻ với bạn cái gì, không biết an ủi bạn cái gì, mà chỉ có nói một câu là cái gì mà ghê vậy? Sao mày nói cái gì mà ghê vậy? Có thiệt như vậy không? Thì em ấy nói rằng nếu mà đây không phải là câu chuyện của em thì em không có tìm chị kể để làm gì. Em kể ra đây để mong muốn chị chia sẻ lên cộng đồng, để cho họ biết cái câu chuyện này nó cũng có thể xảy ra trong xã hội. Nếu như mà ai mà cỡ tuổi như em mà có chồng như vậy thì nên đề phòng. Và ai mà có mẹ mà lẳng lơ như mẹ của em thì cũng phải đề phòng mẹ của mình. Trong câu chuyện này em không đổ lỗi cho chồng của em, mà em cũng chẳng đổ lỗi cho mẹ của em, mà em đổ lỗi cho chính bản thân em. Thành ra là em đi thanh thản. Em ra đi một cách thanh thản như vậy, em không vướng bận bất cứ cái gì ở sau lưng hết. Câu chuyện này nó đã xảy ra lâu rồi chị ơi. Cũng đã 8 năm trôi qua rồi, em cho nó chôn vùi rồi. Nhưng mà không chôn vùi được. Em đã cho nó chôn vùi lâu rồi. Nhưng mà vô tình xem được video của chị, em muốn kể ra để giải tỏa. Và ở đây kể ra như vậy là em cảm thấy em thanh thản rồi. Bây giờ có sống em cũng cho qua, và có chết em cũng cho xong, em không mang theo nữa. Và mẹ em có liên lạc với em rất là nhiều và gửi lời xin lỗi với em. Thì em chỉ có chúc mẹ em được hạnh phúc. Nếu mẹ em sống hạnh phúc và sống đời được với chồng cũ của em, thì em cảm ơn trời đất đã cho mẹ em một cái bến đỗ an toàn để cho mẹ em sống cho hết cả cuộc đời này. Hiện tại bây giờ mẹ em cũng
trung niên rồi, lớn tuổi rồi. Em muốn mẹ em có một cái cuộc sống an nhàn. Còn về phần em đã từng có bạn trai và cũng đã từng ly hôn rồi, cũng đã từng đổ vỡ chứ không phải ly hôn, cũng đã từng đổ vỡ rồi. Và hiện tại bây giờ em sống rất là ngon lành cành đào với con của em. Con em 8 tuổi rồi. Thì đó, câu chuyện của em kể cho chị nghe như vậy đó. Chị ơi hãy kể đi, hãy chia sẻ câu chuyện của em đi chị. Bạn khóc cho với Haley lúc đầu, và trong giữa câu chuyện bạn kể rất là truyền cảm, đến cuối câu chuyện bạn cười. Bạn cười một cách rất là sảng khoái giống như Haley đã từng cười như vậy. Vì đâu đó bạn được giải tỏa một cái câu chuyện giấu kín trong bao nhiêu năm nay. Nó đã xảy ra với bạn và chính mẹ của mình cướp đi cái hạnh phúc của con gái của mình. Ở đây bạn nhắc lại, bạn không đổ lỗi cho chồng của bạn mà bạn cũng không đổ lỗi cho mẹ của mình. Lỗi là ở phần của bạn. Bạn không có kinh nghiệm sống trong một gia đình. Vì chồng bạn có thể quá lớn tuổi so với tuổi của bạn, thành ra bạn sống không kịp. Và chồng của bạn cũng không thể dừng lại sống theo cái tuổi teen được nữa. Chính vì vậy khi mà gặp mẹ, mẹ mặn mà hơn, mẹ chỉnh chu hơn, mẹ ngon lành cành đào hơn, mẹ chăm sóc gia đình hoàn chỉnh hơn, thành ra chồng của mình mới có một cái gọi là bến đỗ an toàn với mẹ đó. Thành ra bạn không có trách mẹ, không trách chồng, bạn chỉ trách bản thân. Nhưng câu chuyện này bạn muốn giấu kín mãi mãi, rồi bây giờ bạn lòi ra rồi, thì Haley mới có cái video chia sẻ đến quý vị ngày hôm nay. Đó quý vị thấy không, trong cuộc sống này, ở bất cứ chuyện gì trong xã hội này nó cũng có thể xảy ra. Nhưng nó có xảy ra với mình hay không, nó có xảy ra với gia đình mình hay không mà thôi. Chứ đã nói là xã hội thì nó có muôn vàng hoàn cảnh, muôn vàng câu chuyện. Những câu chuyện Haley kể, quý vị nghĩ rằng nó hư cấu, nhưng Haley không thể tưởng tượng ra một cái câu chuyện hoàn chỉnh để chia sẻ đến quý vị đâu. Haley không có tài giỏi như vậy đâu quý vị ơi. Thành ra là khi Haley chia sẻ cái câu chuyện này, đây nó cũng là một cái kinh nghiệm sống. Nó cũng là một cái gì đó để nếu ai trong hoàn cảnh này, nếu người ta thấy nếu mình đang sống trong một cái hoàn cảnh vô đạo đức với con của mình, hoặc với chồng của mình, hoặc với vợ của mình, với mẹ của mình, thì nên dừng lại, hoặc là đừng va chạm vào, nó đau lắm. Với người dân chúng ta không có quan tâm, người dân mà quan tâm làm vì gì. Nhưng với anh em, cha mẹ, ruột thịt, ông bà, cô chú thì nó sẽ theo ta đến một đời. Cả cuộc đời này chúng ta nhìn thấy nhau, thì chúng ta đừng nên như vậy. Chuyện gì có thể chia sẻ được, nhưng đối với chuyện tình yêu, tình cảm thì không bao giờ chia sẻ được. Đó, thì bạn đã kết nối với Haley và kể cho Haley nghe câu chuyện này. Haley xúc động lắm quý vị. Và Haley chỉ kể và truyền đạt đến cho quý vị. Thì Haley mừng là bạn đã trải qua cái khoảng thời gian như vậy, và hiện tại bạn rất là an nhiên trong cuộc sống, rất là vui vẻ. Haley rất là mừng và Haley rất là vui khi mà được kết nối với bạn. Haley gửi lời cảm ơn với em rất là nhiều. Em đã dám kể ra cái câu chuyện mà em nói rằng sống để bụng chết mang theo đến cho Haley, và em tin tưởng vào Haley có thể chia sẻ và truyền đạt câu chuyện của em đến cho cộng đồng mạng xã hội. Cảm ơn em rất là nhiều. Và nhân đây Haley xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị luôn quan tâm và theo dõi kênh của Haley nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu quý vị nào có câu chuyện nào quý vị cảm thấy tin tưởng được Haley, quý vị có thể kết nối với Haley và chia sẻ cho Haley nghe. Và nếu như quý vị muốn Haley chia sẻ thì Haley chia sẻ. Nếu quý vị không muốn Haley chia sẻ mà quý vị chỉ cần có một người tâm sự để vơi đi những nỗi buồn, thì cứ mạnh dạn kết nối với Haley. Haley sẽ sẵn sàng chia sẻ đến quý vị để làm cho quý vị vơi đi cái nỗi buồn, tạo niềm vui cho cuộc sống trong tương lai của mình. Một lần nữa, cho Haley xin gửi lời cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.